5, 3, 4 quý vị nhé. Và cuối cùng của vòng thi song ca cũng chính là thí sinh Thái Thanh Hiệp, mã số 07. Và ở vòng thi song ca này thì anh xin được cảm ơn chị Thu Thủy một lần nữa. Ở vòng thi này thì anh sẽ chọn một người bạn anh rất mong muốn được thể hiện với một người bạn đã từng gắn bó với anh trong những tháng ngày còn là sinh viên và cùng đi hát với nhau. Xin mời quý vị cùng hướng về màn hình để xem người đó là ai nhé. Dù tình ta có phai, sau bao ngày ngàn cay, bước khuya trên đường côi, lời hứa năm đó nhớ hay em vội quên. Mắt hoen bờ mi, nên anh sẽ đến dù bóng em.
trạng thái thân thiện. Cảm ơn ca sĩ Quang Dũng rất nhiều đã hỗ trợ cho Thái Thanh Hiệp. Và quý vị có biết không, nghe hai chàng trai này hát tình ca nồng nàn quá, Quỳnh Hương muốn ngã đầu với anh Thanh Bạch một chút. Thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật với quý vị rằng tính cho tới trước thời điểm Thái Thanh Hiệp thể hiện ca khúc thứ hai của mình là Song Ca thì số lượng tin nhắn cao nhất dành cho thí sinh là 22.575 tin nhắn. Và người thứ hai đang đuổi theo sát nút đó là 21.933 tin nhắn. Vậy thì bây giờ quý vị xin vui lòng hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho thí sinh Thái Thanh Hiệp mã số 07 bằng cách soạn tin nhắn với nội dung là 07 và gửi đến tổng đài 8534 quý vị nhé. Quý vị hãy nhớ nhanh tay lên nhé, thời gian thì cũng không còn bao nhiêu nữa đâu. Quý vị hãy cố gắng, vậy ba thí sinh của chúng ta sẽ tranh tài thật sự và quý vị chính là người quyết định.